Chào mọi người ha, hôm nay em được có một ít hàng ở bên Nhật về đây đem về ha. Thì đây coi có gì đây. Một cái dao do đề ba nha, do đề ba nha, này là của hãng Tohizo nè mọi người, hàng mới nè mọi người, mới tin luôn. Đây nó còn có các chữ gì nữa nè. Ok, bên này này là như cây nakiri, nakiri full hộp. Cái khuôn hộp mới nha mọi người. Hộp giấy tờ đầy đủ, sử dụng thép giấy xanh nha mọi người. Đây nó còn cái siêu mà để người ta ấy nè, cái giấy xanh dập trên đây ha, rất là đẹp nha mọi người. Này đây cho mọi người, ai mua hàng biếu tặng gì cực kỳ ngon nha. Rồi, nakuri. Đây của nó ở đây. Lên ít hàng cho mọi người thôi, không còn nhiều lắm. Rồi, tới cái này. Rồi, cái này là cái gì nha. Nhiều lúc mấy đợt trước đó, em khui hàng nhưng mà em không có quay video mà, cho nên không có quay. Hai đợt này thì nhớ ra quay về để quay cho mọi người xem. Đây là cây dao, này là cây Kyoto. Kyoto này 30 xăng nha mọi người. Đây, hàng của nó đây, cán gỗ bách ca chốt pin, hàng mới phù hợp luôn ha. Hàng này là hàng thép không rỉ nè mọi người, thép không rỉ thông thường mình nhà bên đây thường nó sử dụng là thép MV mọi người, thép moladium vanadium ha. Cái này phù hợp ha. Ok, cái hộp này từ mà trước hè em lấy về em bán ra phần em khui không à, chứ em không có quay video, cho nên nhiều lúc nhiều người nghĩ em không có thấy hàng mới về. Thực ra cũng nhiều mọi người, tôi giờ em bán hàng mới cũng khá nhiều á, em bán chỉ là cho người ta. Này con này là hàng, này là hàng. Con này con Yanagiba này chắc 23 xăng, hãng nó có xe da luôn nè mọi người, xe da còn ngon đẹp lắm nè. Em chỉ giới thiệu mọi người sơ vậy thôi, rồi chưa có giá cả ha. À, cái chữ của nó đây, này là câu sừng nha mọi người, câu sừng. Còn này là cây dao lóc ha, cây dao lóc này cùng chung với lại cây bộ cây coi cây dao đề ba này. Đó. Ok, còn hộp này là cặp dao. Còn mấy đơn nữa chưa về tới, nhưng mà thôi cứ có nhiều quay như trước cho mọi người xem đi. Cặp này là cặp dao Kyoto, đúng rồi, Kyoto. Cặp này này của Takayuki vậy, không biết nhớ đúng không.
không, cặp này của Masasumi nha mọi người, là đều 30 xăng nha mọi người. Ở nay em về được mang cái mấy con dao Vioto khá bự to dài cho mọi người sử dụng nha, ai mà chuyên làm đặt tảng cá gì hãy liên hệ em nha. À, còn video trực tiếp giá thì để ngày mai rảnh thì em đăng lên ha, giờ thì em mới lấy về nhận về nên em cua ra cho mọi người xem thôi. Này tất cả là đều hàng mới nha mọi người, tất cả là đều hàng mới nha. Này có 3 cây còn 3 bóng món nữa chứ cứ về rồi. Video thì cua như đây cho mọi người xem thôi, còn cần gì mọi người cần thì cứ liên hệ trực tiếp với em, còn không thì để mai em rảnh em lên video nha, có giá cả anh sẽ bạn người này. Hello.